Rồi chào bác nha, hôm nay vào con Kubota M700 nha bác. Máy về ngang nha, về ngang trong ngày luôn. Đang bảo dưỡng cho bác chủ nha bác. Con máy còn rất là đẹp luôn nha. Này, phần máy nè, rất là đẹp luôn. Máy về ngang trong ngày. Bảo dưỡng cho bác chủ nha bác, câu đèn đồ nha, gỡ bánh đầu ga sơn rồi cọc giá đầu cho bác chủ nha bác. Máy gin ba cục nha bác, gin ba cục là gin toàn bộ nha, máy rất là đẹp luôn. M700 và máy cài Kubota đời mới nha, hai cầu ta lái cho lực và máy này rất là bự nha bác. Này sau đùi này máy rất là đẹp luôn, máy gin ba cục nha bác, gin ba cục là gin toàn bộ. Này xe còn rất là đẹp luôn nha, về trong ngày chủ chủ luôn, về ngang luôn nha bác. Góc luôn nè, đầu trước này rất là đẹp luôn nha. Vỏ này, vỏ đầu của em nó là 9.5-24 nha bác. Vỏ sau là 16.9-30 nha. Máy có kèm thêm một cái dàn cài bẻ chảo nha, dàn cài bẻ chảo. Máy về ngang trong ngày luôn. Này máy bắt chủ nha bác, bắt chủ vô xe máy trực tiếp luôn nha, chốt về trong ngày luôn. M700 máy gin ba cục nha, gin ba cục là gin toàn bộ nha bác. Rồi nay đang tước lại con máy cho bác chủ nha bác, chỗ nào chấp chày sơn lại cho bác chủ nha. Này M700 nha bác, dòng máy của ta đề mới nha. Quá đẹp luôn các bác ơi, tước lại mấy chỗ chấp chày hơi thôi. Này bác chủ nha các bác, động cơ để nguyên cho bác chủ nha bác, cái giọng sương sương cái cậu trước với cái góc nhẹ lại thôi. Con máy này chỉ còn rất là đẹp nha, gin ba cục nha bác, gin ba cục là gin toàn bộ nha. M700 và máy cài to bự nha, và máy to bự của Kubota nha bác, nó là số tay nha. Này tế lùi trên tay, tay lái gạch gù số như xe hơi luôn, ghế ngồi này ghế nhúng luôn nha bác. Này logo gin của Kubota nha, ghế gin Kubota. Đang bắt cái bình vô nha bác. Thì cửa hàng em thì từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực nha, Kubota và Yamaha. Rồi chạy ra lên xe nha bác, Kubota M700 nha. Rồi máy cài Kubota đầy mới nha bác, hai cầu ta lái cho lực, số tay luôn. Rồi tới luôn đi bác tài ơi, số á, số bên kia. Rồi đi, máy nghe rất là lực luôn nha bác, máy không có chục bô nổ như có chục bô vậy nha. Về nghe ăn trong ngày luôn, máy quá bự luôn các bác ơi. Lên ga hết rồi, quá dữ. Máy rất là bự luôn nha các bác, Kubota M700 nha, dòng máy Kubota đầy mới nha bác. Máy về ngang nha, về ngang trong ngày luôn. Máy cài luôn cái dàn cài HD nha, HD 247H nha các bác. Này thì cài bảy chảo rất là đẹp luôn. Này con này gì chỗ nào chấp chạy giọng xương lại cho bác chủ nha bác. Này máy là gin ba cục nha, gin ba cục là gin toàn bộ nha bác, máy rất đẹp luôn. Chỗ nào hơi chấp chạy nhẹ là giọng cho bác chủ nha bác. Rồi trong ngày luôn, rồi nghe nha, máy nhìn rất là bự luôn nha bác. Này này bác chủ nha bác, này cái mũ che nắng này.
cửa hàng em nha bác, cửa hàng 50 cơ Hưng Phát nha, địa chỉ ấp Long Thành A, xã Hậu, huyện Lý Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bác. Hotline là 0338955972 nha. Cửa hàng của em gì từ dòng máy từ 26 lực cho đến 70 mã lực nha, Cupra và Giang Mai nha. Con này về quê Nghệ An nha bác. Cupra M740 về Nghệ An nha. Có kèm thêm một cái dàn cài HD247H nha bác. Bảy chảo nha. Máy rất là khủng luôn các bác ơi. Cupra M740 về Nghệ An trong ngày luôn. Các chủ giờ đi cài nha các bác, đi cài với đi kéo. Rồi lên xe chúc chủ về là ông Phát Tài nha, máy cài Cupra M740 nha các bác, máy về ngang nha. Máy này đã bảo dưỡng cho các chủ hết nha các bác. Chỉ việc là xuống là chạy luôn ha. Máy rất là đẹp luôn các bác ơi. Cupra M740. Các bác đâu có cần nhà máy này gì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Hotline là 0338955972 nha. Vô luôn. Này mấy bác chủ nha các bác. Đây. Rồi đây lên cài nha các bác. Dàn cài HD247 nha. 247H 7 chảo nha các bác. Dàn cài còn rất là đẹp luôn. Rồi, vô đây. Rồi các bác nào có gần dòng Cupra hay Giang Ma từ 26 mã lực cho đến 70 mã lực gì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Này, địa chỉ cửa hàng ấp Long Thành A, xã Hậu, huyện Lý Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Hotline là 0338955972 nha các bác. Cửa hàng 50 cơ Hưng Phát nha.